cá. Hả? Ngon đấy. Câu cá ở đây được đấy. Bà bạn. Đi muốn cho nó lên thì phải giật giật. Trùng đấy. Rơi vào cái chích bông này nó căng đét thì kìa thôi con ơi. Không cần. Nó tùy từng loại gì đâu. Ôi ôi ôi. Mày cứ lúc nãy đã bảo mua thì lại phải không. Không từ nhà tìm thấy, không tìm thấy. Đấy đi lại đi, em muốn xanh vào đi. Cho tôi. Thì làm gì có cho con cái gì? Tí nữa rồi lại chơi gì không? Không, con còn chưa được chơi cái gì đâu. Đây, chạy ra kia chơi con bò. Đi ra đây bố. Đi. Hai thằng kia. Đi theo bố. Có đi theo bố không? Thế mày có thích ra cánh đồng không? Đấy. Con đi chưa? Đi chưa thầy? Nó đây bắt cá. Tiếp ơi. Tiếp ơi. Đấy, được mua dép nha. Tiếp ơi, đây. Đi khám phá tiếp. Thôi, thôi, thôi. Thôi. Con ơi, chơi cái này chơi sướng hơn là chơi diều. Đi ra đây chơi, con chơi diều, hôm khác bố mua cho diều cho. Hôm nay bố quên, bố không mua. Dê. Sang hơi lâu, mày quấn vào đây, nó rơi xuống nước rồi. Tôm ơi, đi sang đây nhặt diều. Không lội xuống đấy được đâu. Sang đây nhặt mới được. Mày cuốn vào đi đã. Thôi đi. Tiếp đi ra đây bố không? Đi sang nhặt diều không? Nhặt diều để chơi diều. Đi không? Hôm nay mùa hè thì bố mới mua được. Bây giờ đã làm gì để mùa hè đâu. Làm gì có rùa ở đây. Không. Chỉ có con cá thôi. Đi không? Đi sang đây. Con bò kìa. Con bò thì làm sao đâu. Con bò thì nó có con bò con. Trời giống em bò con thôi chứ có cái gì. Thế con thích có cái gì? Thế con thích có cái gì à? Đây đi sang đây. Sang đây nhặt diều, rùa thì không có ở đây đâu. Đi sang đây nhặt diều. Đi ra đây muốn nhặt diều. Thế á? Đâu, làm gì có một lâu lâu là. Ôi thôi con không đi được đâu. Tép ạ. Không đi được đâu, đứng ở đây nhá. Tép đứng ở đây nhá. Tép nhá. Tép đứng ở đây thôi.